Con biết. Tao xót cho chết cho mẹ mày nghe. Ủa tại sao mà thằng kia rút chuối mày ăn này sao cái mày Ngô Tình tới gần nhà mình đi công tác, rồi gặp con, rồi rủ con đi ăn đậu mắm, nhưng mà con không có đi. Ủa da nó có bầu rồi. Vô tình ông hắn không làm đây được. Anh xui cái chi, nhận tôi một lại tạ lỗi nha anh xui. Thôi anh cháu rồi, anh đừng có làm này thôi, anh đừng có làm rứa. Thôi không, tôi đãi năm sao chứ không có năm xô. Ai mà đãi cái xô đãi ăn gì năm xô thì đó, ai là mà đãi năm sao đó, ao chờ ao xô đó, cha tôi dạy đó, bà nội cha mày đó. Sao ông nói gì ông chửi tôi vậy? Ủa bị gì vậy? Bị gì vậy? Nãy thấy ngon lành lắm à? Thì người yêu mới của anh bảo là có một người yêu cũ nữa mà nghe nói người yêu cũ, người yêu mới của người yêu cũ tôi là ở hướng 3 giờ theo đường chim bay, nó ở 15 độ vĩ bắc, 26 độ kinh đông. Nó không nói con chim nào biết đường đâu mà tiếng trời cho mẹ, chim cả ba cái nùi như đó biết con mổ